khởi động lại chương trình học trò xứ Quảng sau 2 năm tạm dừng. Giải đua thuyền truyền thống phát thanh truyền hình Quảng Nam lần thứ 27, sân chơi thể thao văn hóa sôi động và lý thú người dân dọc đôi bờ những con sông xứ Quảng. Nhà thờ núi Nha Trang điểm du lịch nổi tiếng. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thông tin ngày mới hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thăng Bình cần tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh hơn nữa công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đi qua địa bàn huyện. Đây là nội dung trọng tâm xuyên suốt được đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tại buổi làm việc liên quan đến dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14A và dự án thành phần 2 đường nối từ đường Võ Chí Công đi khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối quốc lộ 14H đoạn qua địa bàn huyện Thăng Bình. Liên quan đến dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14A, huyện Thăng Bình cho biết, đến ngày 6 tháng 5, địa phương đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư 11,8 km trên 17,4 km. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đang gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, các xã trình hồ sơ đến Phòng Tài nguyên Môi trường huyện để kiểm tra xem xét điều kiện bồi thường về đất còn chậm, chưa đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân chính là do nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, nhiều trường hợp phải làm thủ tục thừa kế, nhưng vì diện tích ảnh hưởng nhỏ nên hộ dân thiếu hợp tác để lập hồ sơ. Hồ sơ giao đất theo Nghị định 64 NĐ-CP có nhiều sai sót. Các ngành chuyên môn của huyện mặc dù đã phối hợp với từng địa phương liên quan đi thực tế đối với từng trường hợp cụ thể để hỗ trợ hoàn thành hồ sơ trình điều kiện bồi thường về đất, tuy nhiên đến nay vẫn còn 180 thửa đất chưa thực hiện xong. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thăng Bình phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư theo kế hoạch đã đặt ra, đảm bảo tiến độ thi công dự án. Tôi đề nghị là Thăng Bình á, các đồng chí trong ban thường vụ và đồng chí bí thư, chủ tịch huyện, các đồng chí đứng đầu ở các xã, thị trấn là các đồng chí cố gắng thể hiện cái trách nhiệm của mình tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này thật tốt, tức là lòng ngày lòng đêm, có khi là ngủ chúng ta cũng phải nghĩ đến cái việc này, đúng không? Đêm nào cũng phải nghĩ cái việc này là cái chỗ đó là phương pháp nào để giải pháp mặt bằng cho được, vâng, phải tính cái việc đó. Tôi đề nghị các ý chỉ đạo quyết liệt như vậy, và cũng đồng thời với đó là rút kinh nghiệm của chủ và nuôi, thì chúng ta làm đến đâu á là cũng phải thiết lập hồ sơ văn bản theo quy định cần thiết, đánh nước rút á là chúng ta phải bảo vệ thi công rồi cưỡng chế thi công đối với những cái trường hợp mà chai ấy phải quyết tâm như vậy. Việc thứ hai đó là phải đẩy nhanh cái tiến độ thi công cho nó tốt, nhất là chúng ta thuận lợi trong cái mùa nắng này á, thì cố gắng là thi công được đến đâu thì cho nó chắc đến đó, nhưng mà phải lưu ý đến một cái việc á, là phải bảo đảm cái giao thông và cái an toàn giao thông trong cái mùa mưa sắp đấy. Lòng bây giờ mùa nắng nhưng phải nghĩ đến cái mùa mưa, dân chúng người ta đi thế nào đây, phải không? Hay là lòng thân trộm thì phải nghĩ đến cái việc mà tách chức người ta đi thế nào đây, thì phải chủ đầu tư phải tính cái tính toán cái việc đó cho nó chặt chẽ để bảo đảm cái sinh hoạt của người dân trong cái vùng dự án này cho nó thuận lợi trong quá trình chúng ta thực hiện thi công. Buổi làm việc cũng tập trung giải quyết nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư dự án thành phần 2 đường nối từ đường Võ Chí Công đi khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối quốc lộ 14H đoạn qua địa bàn huyện Thăng Bình. Sáng qua tại thành phố Hội An, chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc UN Habitat tổ chức hội thảo nuôi dưỡng các giải pháp đổi mới sáng tạo từ giới trẻ và cộng đồng. Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp trẻ và đoàn viên thanh niên hai thành phố Tam Kỳ và Hội An tham dự sự kiện này. Hội thảo tập trung đề cập những vấn đề mà tuổi trẻ Quảng Nam đang quan tâm, chia sẻ những góc nhìn xu hướng phát triển đối với khả năng nguồn lực của tuổi trẻ hiện nay. UN Habitat cho rằng, đổi mới sáng tạo có thể được coi là quá trình, hành động và kết quả tạo ra hay cung cấp kiến thức, công cụ và giải pháp bền vững mới nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống. Người trẻ đang nỗ lực thể hiện trách nhiệm, nghiên cứu đổi mới sáng tạo về mặt xã hội, tạo môi trường tập trung các giải pháp đổi mới sáng tạo mở, kinh tế tuần hoàn, công nghệ. Theo quan điểm của chính quyền thì vai trò của giới trẻ và cộng đồng có vai trò quan trọng. Những ý tưởng sáng tạo sẽ góp phần cải thiện kết quả đô thị hóa bền vững, phát triển các mối quan hệ con người,
nhằm tạo ra tác động toàn diện ở quy mô lớn. Đặc biệt, các giải pháp sáng tạo của tuổi trẻ sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân đô thị thông qua các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao khả năng phục hồi của các thành phố ở Việt Nam. Dự án UN Habitat triển khai tại thành phố Hội An và Tam Kỳ nhằm cung cấp cho giới trẻ nền tảng toàn diện, sáng tạo và trao quyền cho thanh niên, cung cấp cho giới trẻ và cộng đồng cơ hội tiếp cận thị trường và kinh doanh hợp lý dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia và hỗ trợ của chính quyền địa phương thông qua quan hệ đối tác công tư. Các nền tảng của dự án kỳ vọng sẽ cho phép giới trẻ và cộng đồng, bao gồm cả những người dễ bị tổn thương, đóng góp vào sự xây dựng và đồng thực hiện các chính sách phát triển bền vững của thành phố. Đoàn giám sát của Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Tây Giang về tình hình thực hiện nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển sâm ngọc linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định triển khai cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển cây dược liệu theo nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung tuyên truyền phổ biến cơ chế đến các ngành địa phương và các đối tượng áp dụng. Đối với cây sâm ngọc linh, Ủy ban Nhân dân huyện đã giao Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện trực tiếp thực hiện mô hình chi thực sâm ngọc linh tại xã Trợ Ôm. Năm 2021, tỉnh đã hỗ trợ 1.000 cây một năm tuổi. Qua hơn 2 năm chi thực và trồng thử nghiệm, đến nay số lượng cây sống 850 cây, trong đó 95 cây có thân lá, 755 cây hiện nay đang nảy mầm do mới qua thời kỳ ngủ đông, chết 150 cây do chuột và côn trùng phá hoại. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát của Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao cách làm phát triển sâm ngọc linh và cây dược liệu của huyện. Đoàn giám sát chia sẻ thêm nhiều cách làm mới, tiếp thu các kiến nghị đề xuất của địa phương và tổng hợp đề xuất cấp trên có hướng giải quyết trong thời gian đến. Sáng qua tại đền liệt sĩ núi Quế Anh Linh Đài, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, ban đại diện các gia đình liệt sĩ tổ chức lễ kỷ niệm 55 ngày hy sinh của 40 liệt sĩ tiểu đoàn đặc công 409 quân khu 5, 11 tháng 5 1969, 11 tháng 5 2024. Tại núi Quế, đêm ngày 15 tháng 5 năm 1969, đại đội 1 tiểu đoàn đặc công 409 quân khu 5 thực hiện nhiệm vụ tập kích căn cứ lữ đoàn 196 của Mỹ. Toàn đội đã mưu trí kiên cường, loại khỏi vòng chiến đấu 295 tên địch, phá sập 50 nhà, 43 lô cốt, hầm ngầm. Để có được chiến công vang dội này, 40 chiến sĩ đặc công của tiểu đoàn đặc công 409 đã anh dũng hy sinh tại trận địa. Mùa xuân năm 2012, các gia đình liệt sĩ, đồng đội xây đền thờ và bia tưởng niệm các liệt sĩ. Năm 2017, đền thờ liệt sĩ núi Quế Anh Linh Đài được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Đến năm 2019, chính quyền địa phương và thân nhân liệt sĩ đã huy động các nguồn kinh phí tôn tạo mở rộng di tích này. Thưa quý vị, chương trình truyền hình học trò xứ Quảng cho Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức là sân chơi trí tuệ thiết thực bổ ích đối với học sinh trung học phổ thông toàn tỉnh. Sau 2 năm tạm dừng, sáng nay Chủ nhật ngày 12 tháng 5, chương trình khởi động trở lại với tên gọi mới là Cuộc thi học trò xứ Quảng. Cuộc thi học trò xứ Quảng lần thứ 7 năm 2024 sẽ tiếp nối khẳng định không ngừng sáng tạo, bản lĩnh, tự tin, chinh phục tri thức của những nhà leo núi trên đỉnh Olympia xứ Quảng. Thời điểm tổ chức thi học kỳ cuối năm rất bận rộn, nhưng khi có thông báo tổ chức cuộc thi học trò xứ Quảng lần thứ 7 năm 2024, các trường trung học phổ thông trong tỉnh đều tích cực chuẩn bị đăng ký và bồi dưỡng kiến thức cho các thí sinh tham gia cuộc thi. Háo hức chờ đợi khởi động cuộc thi học trò xứ Quảng là tâm thế chung của các thí sinh, thầy cô giáo, phụ huynh và đông đảo khán giả của chương trình. Em thật sự rất là may mắn khi là sự trả lời của chương trình em đã được nhà trường là tin tưởng và cử đi thi rồi. Em vô cùng hãnh diện và vô cùng hạnh phúc. Thì đến năm nay, năm 2024, Sở Giáo dục đã phát động cái cuộc thi học trò xứ Quảng và vừa qua cũng đã gửi kế hoạch về và nhà trường cũng đã đăng ký 3 học sinh. Với đó là cho mời học sinh thì cũng là kính mong và ban tổ chức xây dựng hình thức với lẫn nội dung thay đổi format để cho nó phong phú hơn. Lần đầu tiên ra mắt tại Quảng Nam vào năm 2015, học trò xứ Quảng đã khẳng định thương hiệu một sân chơi tri thức mới mẻ, hấp dẫn, mang đậm bản sắc của vùng đất học Quảng Nam. Trên hành trình mới, cuộc thi học trò xứ Quảng sẽ mang đến những năng lượng mới. Format cuộc thi học trò xứ Quảng có 4 phần thi chính, như những năm trước là La Kinh Ứng Thí, Vượt Hải Vân Quang, Ngũ Phụng Tề Phi và Xứng Danh Đắc Học, nhưng có nhiều đổi mới về hình thức và chất lượng chuyên môn. Cộng với cái định hướng cái chương trình mới là phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, cho nên các câu hỏi nó sẽ tập trung và
vào những cái câu hỏi mà nó gần gũi với cái đời sống thực tế, rồi các câu hỏi vận dụng để giải quyết những vấn đề thực tiễn nhằm để phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Sau một thời gian gián đoạn thì chương trình này trở lại, tôi cũng là một trong những địa phương cũng thấy rất là vui và cũng nghĩ rằng đây là cơ hội để cho các em đem cái kiến thức của mình, những cái hiểu biết về ngoài hiểu biết về tự nhiên thì các em có những cái hiểu biết về xã hội, đặc biệt là về con người của Quảng Nam, địa chí của Quảng Nam. Cơ cấu kiến thức về địa lý, lịch sử, văn hóa của đất và người xứ Quảng với dung lượng lớn trong mỗi cuộc thi mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất Quảng Nam. Sân chơi học trò xứ Quảng góp phần vun đúc cho học sinh tình yêu quê hương đất nước, phát huy truyền thống địa linh nhân kiệt, ngũ phụng tề phi của đất học Quảng Nam. Sân chơi học trò xứ Quảng đã, đang và sẽ tiếp tục phát hiện nhiều nhân tố mới, những gương mặt ưu tú từ các địa phương trong tỉnh. Cuộc thi đầu tiên của quý 1, cuộc thi học trò xứ Quảng là cuộc thi tranh tài của 4 thí sinh đến từ các trường trung học phổ thông gồm Nguyễn Huệ, Quế Sơn, Nguyễn Thái Bình và trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp. Thưa quý vị, trong thông báo kết luận tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ngay việc thanh tra kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng, các cửa hàng đại lý phân phối và mua bán vàng miếng, việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 24 của Chính phủ, quy định pháp luật về cạnh tranh và các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 5 năm 2024, không để chậm trễ hơn nữa. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống đăng ký thi của Bộ. Trong thời gian đăng ký dự thi trực tuyến, hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định, bảo đảm cho các thí sinh đăng ký dự thi thuận lợi, thành công. Năm 2024, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống, trong đó có hơn 45.000 thí sinh tự do. So với năm 2023, số thí sinh dự thi năm nay tăng lên nhưng không đáng kể. Các tỉnh, thành phố có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất gồm Hà Nội hơn 109.000, Thành phố Hồ Chí Minh hơn 88.000 và Thanh Hóa gần 39.000. Các tỉnh có số thí sinh đăng ký dự thi ít nhất gồm Kon Tum 5.000, Lai Châu hơn 4.000 và Bắc Cạn hơn 3.000. Đặc biệt là xác thực các cái hệ thống về hộ khẩu mà đã trực tiếp theo đề án 06 là chuyển đổi số, không dùng những cái bản giấy. Do vậy giữa nhà trường và thí sinh và đối sánh với nhau. Và cuối cùng đó là nhà trường phải in được cái bản đó ra để cho thí sinh ký và xác thực cái kết quả cuối cùng. Và từ đó là kết thúc vào ngày 23 tháng 5 của 2024. Đối với thí sinh thì cần phải tập trung nghe hướng dẫn của nhà trường để kiểm tra lại cơ sở dữ liệu của mình, tất cả thông tin và đảm bảo đủ độ chính xác thì ký xác thực. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh các thông tin liên quan đến xét tuyển đại học, các thí sinh hoàn toàn có thể thay đổi nguyện vọng sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nên các em không cần quá lo lắng. Thay vào đó, chỉ cần 45 ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp sẽ diễn ra, nên tập trung ôn tập, hệ thống lại kiến thức mới là điều cần lúc này. Thưa quý vị, năm nay Festival Biển đảo Việt Nam do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức sẽ diễn ra tại quảng trường Quang Trung, bãi trước thành phố Vũng Tàu từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5 với chuỗi các sự kiện ẩm thực, thể thao, văn hóa. Điểm nhấn của Festival là đêm biểu diễn nghệ thuật Hải Trình Khát Vọng tổ chức vào tối ngày 25 tháng 5. Màn biểu diễn này gồm các tiết mục đặc sắc kết hợp hệ thống công nghệ điều khiển tự động, ánh sáng và laser. Trong chuỗi sự kiện Festival Biển đảo Việt Nam thành phố Vũng Tàu năm 2024, còn diễn ra một loạt chương trình như hội chợ ẩm thực, lễ hội diễu hành áo dài Việt Nam, đội tuyên truyền lưu động biển và hải đảo Việt Nam. Ngoài ra còn có 200 gian hàng ẩm thực và 100 gian hàng sản vật địa phương phục vụ du khách. Sáng qua ngày 11 tháng 5 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc và khởi tranh giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2024. Tại giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2024, môn canoeing quy tụ 21 đoàn đến từ các tỉnh thành trong cả nước với 270 vận động viên tham gia 40 nội dung thi đấu cho cả nam và nữ đối với thuyền cano và kayak gồm thuyền đơn, thuyền đôi, thuyền bốn ở 3 cự ly là 200m, 500m và 1000m.
Trong khi đó, môn rowing có 19 đoàn với 174 vận động viên tham gia tranh tài ở 20 nội dung cho cả nam và nữ cự ly 2000m, thuyền đơn, thuyền đôi, thuyền bốn. Tất cả các nội dung thi đấu đều diễn ra trên hồ Đồng Nghệ thuộc xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tính đến hết ngày 10 tháng 5, các đoàn Hải Phòng và Vĩnh Phúc đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 huy chương vàng. Tiếp theo là đoàn chủ nhà Đà Nẵng với 4 huy chương vàng và 3 huy chương bạc ở các nội dung cano và kayak cự ly 1000m. Các vận động viên sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung khác cho tới hết ngày 19 tháng 5. Tối ngày 10 tháng 5, tại thành phố Sóc Trăng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai mạc Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ nhất. Đây là hoạt động kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng bá các nét văn hóa ẩm thực dân gian truyền thống độc đáo ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Ngày hội diễn ra từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 với quy mô 150 gian hàng, được bố trí theo từng không gian riêng biệt như không gian giới thiệu bánh dân gian, ẩm thực chợ quê, giới thiệu sản phẩm ô cốp, đặc sản địa phương, không gian hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu và giới thiệu du lịch tỉnh Sóc Trăng. Ngày hội còn có hơn 100 loại bánh dân gian của các cơ sở chế biến, nghệ nhân ẩm thực trong và ngoài tỉnh đến giao lưu, giới thiệu các loại bánh đặc sản, quảng bá văn hóa ẩm thực dân gian ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Đây là cơ sở để ngành du lịch của tỉnh phát triển các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn để phục vụ du khách trong và ngoài nước đến với Sóc Trăng. Thưa quý vị, giải đua thuyền truyền thống phát thanh truyền hình Quảng Nam lần thứ 27 năm 2024 do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên phối hợp tổ chức là một trong những hoạt động thể thao lớn chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2024, đồng thời tạo sân chơi thể thao văn hóa sôi động và lý thú cho bà con nhân dân dọc đôi bờ những con sông xứ Quảng. Và mời quý vị cùng theo dõi phóng sự được ghi nhận ở sự chuẩn bị của ban tổ chức cũng như các đội đua cho giải đua thuyền năm nay. Đối với người dân vùng sông nước nói riêng và người dân Quảng Nam nói chung, đua thuyền từ bao đời nay luôn là một hoạt động sông nước đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Hoạt động này thường được bà con tổ chức vào dịp lễ Tết hàng năm nhằm tạo nên một bầu không khí sôi nổi, hào hứng, động viên tinh thần hăng say lao động trên sông nước và cũng qua đó cầu mong mọi điều tốt đẹp luôn đến với bà con ngư dân trong lúc hành nghề trên sông biển. Để chuẩn bị cho giải đua thuyền năm nay, thường trực ban tổ chức giải gồm Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên đã tổ chức nhiều cuộc họp thống nhất các phương án tổ chức từ thể lệ giải cho đến quy định dành cho các đội thuyền đua về số lượng vận động viên, tư cách, sức khỏe vận động viên tham gia để tránh những sai sót có thể xảy ra dẫn đến sự mất công bằng cho các đội khi tham gia giải. Đồng thời những phương án chuyên môn cho giải như bố trí đường đua, lộ trình đích, tiêu cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự cho giải đã được rà soát khá kỹ. Thì về phía trung tâm thì cũng đã tham mưu cho ủy ban huyện, và chuẩn bị cho các phối hợp cho các ngành để rồi chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, địa điểm, rồi vị trí để tổ chức tốt nhất cái giải đua thuyền năm 2024 này. Là địa phương đăng cai giải đua thuyền truyền thống phát thanh truyền hình Quảng Nam lần thứ 27 năm 2024, huyện Duy Xuyên có 3 đội tham gia giải. Gần 10 năm vắng bóng ở giải đua này, đội thuyền đua Nam thị trấn Nam Phước mang đến một đội hình trẻ trung đầy khát vọng làm chủ sông nước quê hương mình. 25 thành viên cầm dầm tham gia giải, đa phần ở độ tuổi từ 20 đến 30, đều là con cháu những thế hệ từng giành thành tích cao ở các giải đua thuyền trong và ngoài huyện hơn 10 năm về trước. Chính vì thế, trở lại với giải đua thuyền truyền thống phát thanh truyền hình Quảng Nam lần này, bên cạnh việc tham gia tốt phong trào thể thao của địa phương, những chàng trai Nam Phước còn mang một tâm thế lớn hơn, đi tìm lại niềm kiêu hãnh trên sông nước mà một thời cha ông họ đã từng để dấu ấn đậm nét trong những cuộc đua. Có lẽ vì thế, bỏ lại phía sau những bộn bề lo toan của cuộc mưu sinh bằng tinh thần tự nguyện đoàn kết sẻ chia, những tay đua trẻ này tự gánh vác mọi việc, phân công từng thành viên cụ thể, tự tạo cho mình những dụng cụ cần thiết phục vụ tốt nhất cho giải đua.
Đối với em, bản thân em là đời thứ tư rồi, đời từ đời ông tổ giờ là truyền thống về ghe thua ghe đua là truyền thống rồi, mức như vậy máu là thấm vào gì mà đua ghe là thấm vào máu rồi, nên là em nói có đối với anh em trong số nào là mình cố gắng gìn giữ những gì là truyền thống của cha ông để lại, mong muốn là anh em vực dậy để là một cái đoàn vững chắc để sau này là nền tảng để là còn những cái dịp sau nữa, còn những cái thuyền đua 17 người 13 người để cố gắng có để tham dự với những anh em trong hội thuyền đua. Nói chung là cũng vì con cháu cũng có một cái tinh thần quá chi là quý bố, quá chi là tích cực. Nói chung là trang cái tinh thần đó, điều kiện có mấy anh em lớn tuổi, nên vì cái phấn khởi của con cháu nên anh em muốn vươn lên để lên lựa một cái thành tích, để trang có vấn đề tập luyện có thoáng đời này để lồm xô để lấy về một cái vinh dự cho thị trấn. Nấp bắn làm đi bả năm trời rồi để cho thị trấn vươn lên đi một tầm cô mới. Giải đua thuyền truyền thống phát thanh truyền hình Quảng Nam năm nay có 12 đội thuyền đua nam và 7 đội thuyền đua nữ tham gia. Ngoài tranh tài ở giải Hòa Bình hay còn gọi là giải rượu dành cho nam, các thuyền đua thi đấu ở hai nội dung chính là giải truyền thống nam với cự ly 7,5 km 5 vòng đôi và giải truyền thống nữ với cự ly 6 km 4 vòng đôi. Từ đầu tháng 5 đến nay, các đội ghe đua ở những địa phương tham gia giải đã tích cực huy động nhân lực và vật lực cho việc tập luyện để hướng tới thành tích cao nhất cho địa phương mình. Với sự chuẩn bị chú đáo và đầy tinh thần trách nhiệm từ phía ban tổ chức cũng như các huyện, thị, thành phố có đội đua, đặc biệt là đơn vị đăng cai huyện Duy Xuyên, hy vọng giải đua thuyền truyền thống phát thanh truyền hình lần thứ 27 năm 2024 sẽ thành công tốt đẹp, hứa hẹn cống hiến cho người xem những màn tranh tài đầy ngoạn mục trên vùng sông nước Thu Bồn, xứ Quảng. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga vừa đưa ra cảnh báo trái đất sẽ xuất hiện những cơn bão từ mạnh nhất trong 20 năm qua. Cảnh báo được đưa ra sau khi các nhà khoa học ghi nhận 4 vụ nổ năng lượng liên tiếp ở cấp độ X, cấp độ cao nhất trên mặt trời, vào ngày 10 tháng 5. Cơn bão từ được dự báo có thể ở cấp 5, cấp cao nhất. Trước đó, các cơn bão từ thường chỉ ở cấp 3 hoặc cấp 4 và chưa từng có cấp 5 xuất hiện trong hai thập kỷ qua. Bão từ hay còn gọi là bão mặt trời là sự xáo trộn trong từ trường trái đất do hoạt động của mặt trời gây ra. Hiện tượng này có thể dẫn đến dao động từ trường, gây ra những gián đoạn ngắn trong việc điều hướng và liên lạc trong không gian, hoặc điều khiển các thiết bị bay không người lái. Mặc dù chưa có nghiên cứu đầy đủ về ảnh hưởng của bão từ sức khỏe con người, song các nhà khoa học khuyến cáo những người nhạy cảm với thời tiết nên nghỉ ngơi hợp lý, tránh căng thẳng và làm việc quá sức, cũng như theo dõi sức khỏe của mình và nếu cần hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ. Không chỉ phục vụ mì ăn liền và đồ ăn nhanh, các cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc giờ đây còn kinh doanh cả vàng miếng. Hiện những thanh vàng miếng mini đang được bán khá chạy tại các cửa hàng hoạt động 24/7 này. Kể từ tháng 4, nhiều loại vàng miếng có trọng lượng từ 0,1 gram đến 1,87 gram đã được rao bán tại Jeju, chuỗi cửa hàng tiện lợi nhất của Hàn Quốc. Những thanh vàng miếng 1 gram giá 113.000 won, tương đương 1,2 triệu đồng. Tương đương 2,1 triệu đồng luôn trong tình trạng cháy hàng. Theo CEO, khách hàng ở độ tuổi 30 tích cực mua vàng miếng mini nhất, chiếm hơn 41% tổng doanh số. Theo Hội đồng Vàng Thế giới WGC, nhu cầu về vàng thỏi và tiền xu ở Hàn Quốc đã tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 5 tấn trong quý đầu năm nay, trong bối cảnh giá kim loại quý này tăng mạnh. WGC lưu ý rằng đây là mức tăng theo quý mạnh nhất ở Hàn Quốc trong hơn 2 năm qua. WGC cũng ghi nhận xu hướng gần đây ở giới trẻ ở châu Á, càng quan tâm đến đầu tư vàng, ngay cả khi giá kim loại quý này đã đạt mức cao kỷ lục. Nhà soạn nhạc tài ba người Đức Ludwig van Beethoven có thể đã nhiễm độc chì trong suốt cuộc đời mình mà không hề hay biết. Đây là kết luận của một công trình nghiên cứu mới đây nhằm tìm hiểu nguyên nhân đằng sau hàng loạt căn bệnh của Beethoven, trong đó có căn bệnh điếc được nhiều người biết tới. Công trình nghiên cứu sử dụng hai phương pháp khác nhau để tìm kiếm dấu vết độc tố trên hai lọn tóc được xác thực là của Beethoven và đã phát hiện hàm lượng chì cao gấp 64 lần và 95 lần so với thông thường. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện cả hàm lượng thạch tín và thủy ngân vẫn còn trên tóc của nhà soạn nhạc gần 200 năm sau khi ông qua đời. Với mức cao hơn bình thường từ 13 đến 14 lần, nhà nghiên cứu cho biết hàm lượng chì trong tóc của Beethoven không cao đến mức gây tử vong, nhưng có thể đã khiến ông phải chịu các tác động trong suốt cuộc đời, dẫn đến nhiều căn bệnh như mất thính lực hay bị trục xuất và thận yếu.
Khi nhắc đến bảo tàng quân sự, chúng ta thường nghĩ đến những khí tài quân sự đồ sộ được trưng bày trên cạn. Tuy nhiên, bảo tàng quân sự tại thành phố Aqaba ở Jordani lại mang đến cho du khách trải nghiệm vô cùng mới lạ, đó là được tận mắt chiêm ngưỡng những chiếc xe tăng, máy bay trực thăng và xe thiết giáp ở dưới đáy biển. Đi vào hoạt động từ năm 2019, Bảo tàng quân sự Aqaba trưng bày 19 khí tài quân sự dưới biển ở nhiều độ sâu khác nhau. Du khách tới bảo tàng có thể chiêm ngưỡng các loại khí tài này bằng nhiều cách, từ ngồi thuyền đáy kính hay lặn xuống quan sát. Trong số các khí tài quân sự dưới đáy biển có chiếc máy bay vận tải quân sự cỡ lớn C-130 bị chìm vào năm 2018 hay một chiếc xe tăng và xác tàu đắm vào cuối những năm 1990. Sự độc đáo của bảo tàng cùng những rặng san hô và hệ thống sinh vật biển phong phú đã biến nơi đây trở thành một địa điểm lặn nổi tiếng. Bảo tàng độc đáo này được thành lập với hy vọng các loại khí tài và công trình dưới biển này sẽ là nơi lưu trú cho các loài sinh vật biển và giúp hệ sinh thái tại đây phát triển. Bên cạnh đó, bảo tàng cũng giúp thu hút du khách, qua đó làm giảm sức ép du lịch tại những khu vực có các rặng san hô tự nhiên. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 92%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 94%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn, mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 90%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 90%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Brau, mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 58 đến 98%, gió nhẹ. Thưa quý vị, chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay đến đây kết thúc. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại chương trình trên app của QRT hoặc website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thông tin ngày mới số tiếp theo.